Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe. Trong chương trình du lịch đó đây hôm nay, mình mời các bạn cùng mình đến với một khu du lịch mang nhiều màu sắc huyền thoại và bí ẩn. Đó là Dinh Thầy Thiếm. Dinh Thầy Thiếm tọa lạc tại địa phận xã Tân Tiến, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Khu di tích này được xếp hạng khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1997. Là điểm tâm linh, tín ngưỡng nổi tiếng ở Bình Thuận, được du khách trong và ngoài nước biết đến. Họ tìm đến đây để hành hương và chiêm bái. Lễ hội Dinh Thầy Thiếm được tổ chức vào tháng 9 âm lịch hàng năm. Theo truyền thuyết kể lại, ngày xưa ở tỉnh Quảng Nam có một đạo sĩ giàu lòng nhân ái, võ thực hơn người, được người dân ái mộ. Vì bị nhà vua xử quan nên vợ chồng đạo sĩ này mới trôi dạt vào đất phương Nam lánh nạn. Và điểm dừng chân cuối cùng của họ là tại làng Tam Tân. Vì sự đức độ, giàu lòng nhân ái, cử chỉ cao đẹp của họ mà người dân làng Tam Tân mới gọi họ cái tên thân thiết là Thầy và Thiếm. Để tỏ lòng biết ơn công đức của Thầy Thiếm nên người dân mới chung sức lập nên đền thờ tại khu rừng Bào Cái và lấy ngày 15 tháng 9 hàng năm làm ngày tế lễ và lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Khu di tích này có diện tích khá rộng. Bên trong trồng rất nhiều cây xanh, rợp bóng mát. Từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay thì cổng chính không cho đi vào mà chỉ đi cổng phụ. Đây là lối vào cổng phụ để đi vào bên trong dinh thầy. Hàng năm thì rất nhiều du khách đến đây để viếng và chiêm bái. Thông thường thì mùa hè khách rất đông. Lối đi vào có những hàng cây rợp bóng mát. Không khí trong lành thoáng đãng các bạn. Ấn tượng khi đi vào bên trong cái khuôn viên của dinh thầy, chuẩn bị bước vào cổng là một cái cây trăm vỏ đỏ rất lớn nha các bạn. Cây trăm vỏ đỏ này có lẽ rất lâu đời, hình thù rất u nần, dòm trông rất lạ và độc đáo nha các bạn. Cái vỏ của nó có màu đỏ thẫm. Trăm vỏ đỏ, cái vỏ nó màu đỏ chét ha. Đây là cổng vào bên trong khu dinh thầy. Đây là cổng chính phía trước và có hai cổng phụ ở hai bên. Nền sân thì lót gạch bát tràng màu đỏ nha các bạn. Bên trong có rất nhiều cây to và khoảng sân rộng. Đây là một cái nhà người ta cất làm mái che để cho mát khi du khách đến viếng thăm. Thông thường khi du khách vào bên trong dinh thầy cúng thì thường hay mua hoa quả, trái cây, bông hoa hay là gạo muối. Đang chuẩn bị hoa quả vào cúng thầy Thiếm. Bó chuyên nghiệp không? Sau khi chuẩn bị xong thì du khách có thể vào bên trong, được người quản lý bên trong hướng dẫn để cúng. Mở cái thùng ra. Mở cái bột ra đốt cho nó. Sau khi thắp nhang viếng cúng thầy Thiếm xong thì du khách có thể dạo chơi xung quanh khuôn viên của dinh thầy rất rộng lớn với nhiều cái mô hình tiểu cảnh và bông hoa rất đẹp. Rồi có thể ngồi hóng mát dưới gốc cây hoặc là chiêm ngưỡng cái cảnh vật xung quanh, thấy rất là yên bình và tĩnh lặng.
đi lẩm đẩm mà đi. Bông sai me. Hắc hổ và bạch hổ. Nơi gãy gạo muối chim nó xuống nó ăn. Có lò đốt giấy. Vốn gắn liền với tình cảm, niềm tin và tín ngưỡng từ lâu đời, cho nên mỗi khi du khách đến tham quan dinh thầy Thiếm thường hay đi viếng mộ thầy. Mộ thầy Thiếm cách dinh thầy Thiếm khoảng 3 km. Ngày xưa đường đi từ dinh thầy đến mộ thầy thì rất khó đi, đường rập rền, không có xe vô tới chỗ mà phải đi bằng xe bò. Ngày nay giao thông phát triển, đường xá được mở rộng, cho nên đường xe ô tô vào thẳng tới mộ của thầy. Dọc hai bên đường thì người ta trồng thanh long, một đặc sản vốn nổi tiếng của Bình Thuận. Năm rồi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá nông sản của Bình Thuận cũng như cả nước nói chung là được mùa nhưng mà mất giá. Thanh long cũng không ngoại lệ. Vì thế các vườn thanh long ở đây người ta không có săn sóc. Nhìn thấy một số vườn thanh long thì người ta bỏ, nó có vẻ như là nó cằn cỗi. Trước đường dẫn vô mộ thầy thì ở đây người ta có rất nhiều cái quán được dựng lên. Ở đây thì xe ô tô vào bên trong thì chủ quán không lấy tiền mà chỉ bán đồ cúng hoặc là uống nước thôi. Các bạn vào trong đây thì để xe bãi miễn phí. Thanh long Bình Thuận.
Bên trong khuôn viên khu mộ có 4 cái mộ được đắp bằng cát trắng. 2 mộ phía trước là của thầy và thím, còn 2 mộ phía sau là của Hắc Hổ. Cũng theo truyền thuyết kể lại rằng, khi thầy thím qua đời thì được đôi Bạch Hổ và Hắc Hổ dung đắp 2 ngôi mộ bằng cát trắng và thường xuyên về đây tảo mộ, phủ phục, canh gác ngôi mộ. Đến khi đôi hổ này qua đời thì người dân làng cũng an táng đôi hổ này ngay sau mộ của thầy và thím để tưởng nhớ hai con vật tận trung. Video giới thiệu về khu di tích thầy thím của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở những